thần cấp đại điếm trưởng, tập 35, khi đại tế ti cùng các hoàng tộc yêu thú tới gần thành cửu diệu, bọn họ không thấy được cảnh tượng hoảng loạn chạy trốn khắp nơi như trong dự đoán, ở xa kia còn có khá nhiều người, trong sắc mặt có vẻ hưng phấn lắm, thậm chí, ánh mắt bọn họ còn có vẻ, mong đợi, đồng thời cũng có khá nhiều người tu luyện cầm một vật thể vuông vắng trong suốt, tay cứ chọc chọc liên tục lên đó, đó là cái gì thế nhỉ, linh khí đặc thù à, lúc này, trong đầu đám hoàng tộc yêu thú đều đang có một vạn câu hỏi tràn qua. Nếu muốn đi vào thành cửu diệu, dĩ nhiên không thể vẫn giữ bản thể yêu thú các hoàng tộc yêu thú đáp xuống mặt đất biến thành hình người quá trình này cũng khiến những kẻ quanh đó liên tục kêu lên kinh ngạc này hầu tử sao ta cứ có cảm giác đám nhân loại này không bình thường thế nào ấy nhỉ hổ cùng quay sang khẽ hỏi ma vượng đúng vậy bọn họ đúng là rất không bình thường ma vượng gật đầu tán đồng nhận định của hổ cùng những hoàng tộc yêu thú khác cũng có suy nghĩ như vậy hoàng tộc yêu thú thường có thọ mệnh dài hơn nhân loại rất nhiều dĩ nhiên trong cuộc đời cũng từng gặp khá nhiều nhân loại những nhân loại này gặp hoàng tộc yêu thú bọn họ phản ứng kinh cũng như sợ hãi kinh hoàng chấn động cái gì cũng có nhưng bọn họ không hiểu sao đám người trước mặt kia lại hưng phấn đến thế đi thôi đại tế ti hóa thành một lão giả có ba con mắt đi đầu bước về phía thành cửu diệu các hoàng tộc yêu thú khác lẳng lặng đi theo sau hình thái nhân loại của các hoàng tộc yêu thú nói chung vẫn có chỗ khác biệt so với người thường khác biệt cụ thể ở từng bộ phận thân thể thú hóa hoặc ở đặc thù thân thể nào đó ví dụ như màu mắt và màu tóc của yêu tử yên Chú ý thấy đoàn hoàng tộc yêu thú đang tới, người quanh đó đều tranh ra, nhường cho bọn họ một lối đi. Đồng thời, đám đông còn tranh thủ dơ điện thoại di động ma huyễn, liên tục chụp hình. Đội thành vệ quân đã nhận được lệnh từ hoàng thất, cho nên chưa hề bước đến ngăn cản, chỉ đưa mắt nhìn theo một đám hoàng tộc yêu thú đi vào thành cửu diệu. Đây là thành cửu diệu ư, thật là một thành thị phồn hoa, yêu tử nguyệt ngó nghiêng khắp nơi, vui sướng nói, lát là có thể gặp tỷ tỷ rồi, nhiều luồng khí tức mạnh thật đấy, rốt cuộc thành cửu diệu này đang có bao nhiêu cường giả của nhân loại. Không biết ông chủ có còn nhớ chúng ta chăng, chớ quên, Tử Yên tỷ đang làm việc ở Khởi Nguyên Thương Thành đó. Hề hề, nói cũng phải, yêu đế đại nhân tịch thu sạch thanh cây với Coca-Cola của chúng ta, nhưng giờ chúng ta sắp được nếm lại mùi vị đó rồi. Đám hoàng tộc yêu thú khe khẽ trò chuyện với nhau, hầu như ai cũng rất kích động, bọn họ di chuyển trên đường, gần như thu hút toàn bộ ánh nhìn của người xung quanh. Đối với chuyện này, các hoàng tộc yêu thú đều chẳng để ý. Ven đường có một cô bé tò mò nhìn theo những người có diện mạo kỳ quái nọ hẳn đã nhịn không nổi bèn kéo tay áo mẹ mình, mẹ ơi, những người này trông thật là kỳ quái, thanh âm con trẻ cao vút, cho nên nhiều người quanh đó đều nghe rõ mồn một, đừng nói linh tinh, bà mẹ cả kinh, vội hạ giọng nạt con, thành cửu diệu đúng là rất yên bình, nhưng đám người vừa đi qua trước mặt này rõ ràng không phải người, họa từ miệng mà ra, đạo lý này bà mẹ hiểu rất rõ, hổ cùng cũng nghe thấy lời cô bé kia nói, bèn quay sang nở một nụ cười rất là chất phát với cô bé, cô bé con sửng sốt cả người, sau đó chợt khóc quà lên hổ cùng quay đầu lại, tỏ vẻ nghi hoặc, hắn ta thắc mắc, ta đáng sợ vậy sao, từ đúng đấy, ma vượng khẳng định dùng hắn ta, yêu tử nguyệt gật đầu, cả đám hoàng tộc yêu thú kia cũng gật li lịa, đừng gây chuyện, đại tế ti đang đi đằng trước quay lại nhắc nhở một câu, rõ, hoàng tộc yêu thú đều nể trọng sự uy nghiêm của đại tế ti, vì thế đều ngoan ngoãn thưa vân, túy nguyệt hiên, phạm thừa thiên đang tỉnh tọa trong phòng, chợt nhận ra điều gì đó, bèn mở bừng mắt, hoàng tộc yêu thú, thành cửu diệu càng ngày càng náo nhiệt nhỉ cười cười bình phẩm một câu phạm thừa thiên lại nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện trong cửa hàng đang dược của dược cốc các trưởng lão và dược hồi trần đang tụ tập một chỗ bọn họ đang nghiên cứu một phương thuốc cổ không được hoàn chỉnh bỗng nhiên tất cả chợt ngẩng đầu cùng nhìn về một phương ký tức này hoàng tộc yêu thú rất đông một trưởng lão kinh ngạc thốt lên hoàng tộc yêu thú à đã lâu như vậy mới thấy tới không biết có phải dọc đường gặp chuyện gì không tam trưởng lão có vẻ bình tĩnh hơn dường như ông ta đã biết trước chuyện này chớ nên phân tâm dược hồi trần nhắc nhở mấy người lại đắm mình loay hoay tìm cách phá giải phương thuốc cổ và hoàn thiện nó gần như tất cả mọi cường giả có thực lực cao trong thành cửu diệu đều đã cảm nhận được khí tức của hoàng tộc yêu thú mà phản ứng của bọn họ lại nhất trí một cách thần kỳ nguyên nhân hả đơn giản lắm đó là vì yêu tử yên khởi nguyên thương thành từ đầu tới cuối luôn chỉ có một nhân viên phục vụ chính là yêu tử yên một hoàng tộc yêu thú đối với bọn họ điều này đủ để chứng minh thái độ của lạc xuyên với hoàng tộc yêu thú như thế nào lần theo tin tức yêu tử yên truyền tới Đại tế ti nhanh chóng tìm được vị trí của khởi nguyên thương thành, là chỗ này ư, bên ngoài con hẻm, hổ cùng quan sát xung quanh, gần như không tin nổi, hắn ta còn đoán rằng, khởi nguyên thương thành của Lạc Xuyên sẽ phải được xây dựng nguy nga hùng vĩ ngang cỡ hoàng thành cơ, nhưng hiện thực lại là, khởi nguyên thương thành chỉ khiêm tốn chui trong một xó xỉnh hết sức khó nói ở thành cửu diệu này, tuy hoàn cảnh xung quanh cũng coi như phồn hoa náo nhiệt đấy, nhưng nói sao thì nó cũng chỉ là một con hẻm nhỏ thôi đúng không, đi, vào đi thôi, đại tế ti cười cười dẫn đoàn người tiến vào trong hẻm, các hoàng tộc yêu thú lũ lượt theo sau, bên ngoài hẻm nhỏ có một đám đông dân chúng tụ tập hóng chuyện, nghe nói bọn họ đều là hoàng tộc yêu thú đấy, ta đã bảo mà, hoặc nhìn không giống người bình thường chúng ta, ra là yêu thú à, không phải yêu thú, là hoàng tộc yêu thú, biết biết, nhưng giờ hình như không phải giờ mở cửa của khởi nguyên thương thành nhỉ, bọn họ cứ thế đi vào, không sao chứ, ông chủ cũng có nói không phải giờ mở cửa thì không được vào đâu, ồ, nói cũng phải, vào trong khởi nguyên thương thành, cả đám hoàng tộc yêu thú đều ngây người sợ hãi bởi cảnh tượng trước mắt, loại cửa hàng mang phong cách kỳ lạ thế này, khoảng không gian rộng lớn khó tả trong cửa hàng nữa, thật không hổ là ông chủ của khởi nguyên thương thành, sau đó, bọn họ gặp được Lạc Xuyên và Yêu Tử Yên, tỷ tỷ, Yêu Tử Nguyệt lao tới, Yêu Tử Yên cười cười gian tay ôm lấy muội muội, đã lâu không gặp, Lạc Xuyên gật đầu chào hỏi bọn họ, ông chủ, đây chính là khởi nguyên thương thành trước ngươi đã nói đó sao, thật quá thần kỳ, bên ngoài nhìn không rộng lắm mà bên trong trông rộng quá chừng luôn hổ cuồng hưng phấn nói, lại bắt đầu lại nhảy rồi, lạc xuyên bỗng nhớ ra, mình còn từng thu nhận hổ cuồng làm vật cưỡi, bỗng nhiên hối hận quá, các hoàng tộc yêu thú khác cũng hào hứng bàn tán với nhau, ông chủ, đây là bộ thiết bị chơi trò chơi thực tế ảo mà ngươi đã nói đó sao, ma vượng chỉ vào bộ thiết bị bên cạnh, hỏi, lạc xuyên gật đầu, sau đó chỉ lên tường, ừ, trên đây đều có giới thiệu kỹ càng rồi, tự xem đi nhé. Đại tế ti bỗng chú ý tới cây thế giới nằm khuất trong góc, bèn vội vã đi tới, tổ thụ đại nhân đại tế ti cung kính vái chào cây thế giới này trước nay chưa từng thèm phản ứng lại bất luận kẻ nào ngoài lạc xuyên ra nay bỗng dưng hơi lắc nhẹ cành của mình phát ra những âm thanh xào xạc cây thế giới lắc lư cành vài cái coi như đáp lời đại tế ti lại nói thêm mấy câu nhưng sau đó cây thế giới lại đã rơi vào trạng thái yên lặng hoàn toàn nhận ra điều này đại tế ti đành dừng lại yêu tử yên và yêu tử nguyệt tiếu tiếp trò chuyện với nhau thường thường còn khẽ cười thành tiếng các hoàng tộc yêu thú khác cũng đã đắm chìm trong cuộc hành trình thăm dò khởi nguyên thương thành thỉnh thoảng đâu đó lại có tiếng kêu kinh ngạc. Thấy vậy, Lạc Xuyên suy nghĩ một chút rồi quyết định hôm nay mở cửa làm ăn sớm. Dù sao thì mở lúc nào là do hắn toàn quyền quyết định, làm ông chủ được quyền hành động tùy hứng thế đó. Trong đây có bấy nhiêu sản phẩm đó, các ngươi tự xem xét đi. Lạc Xuyên chỉ lên tường, mặt khác, chỗ này có ghi đầy đủ các quy định và kiến nghị trong khởi nguyên thương thành, đừng quên, biết rồi ông chủ. Các hoàng tộc yêu thú đồng thanh đáp, sau đó lại hào hứng xem xem, mua mua, ông chủ, còn chưa tới giờ mở cửa mà. Yêu tử yên đi tới, nghi hoặc hỏi, yêu tử nguyệt cũng đến gần, hôm nay mở cửa sớm, lạc xuyên nói, yêu tử yên nở nụ cười nhẹ, nàng cũng đoán được nguyên nhân, cảm ơn ông chủ, lạc xuyên khoát tay, ra kia chơi với muội muội ngươi đi. Hai gương mặt giống hệt nhau cùng mỉm cười với lạc xuyên rồi dắt tay vui vẻ đi về phía các kệ hàng, còn hổ cùng, cái máy nói này đã bị lạc xuyên xua đuổi ra xa mình từ bao giờ, yêu tử yên bước tới chỗ đại tế ti đang đứng cạnh cây thế giới, hư gia gia. Gương mặt già nua của Đại Tế Ti xuất hiện một nụ cười hiền lành, Tử Yên à, mới có mấy ngày mà thực lực của ngươi lại đã tiến bộ khá nhiều rồi nhỉ, đối với sinh linh có thọ mệnh dài dằng dặc như hoàng tộc yêu thú, vài tháng đúng là chẳng đáng bao nhiêu, yêu Tử Yên cười cười, liếc nhìn Lạc Xuyên, đều nhờ ông chủ cả, Đại Tế Ti cũng mỉm cười theo, à đúng rồi hư gia gia, yêu đế đại nhân đâu, ngày ấy không đến sao, yêu Tử Yên hỏi, hoàng tộc yêu thú trì hoãn lâu như vậy mới tới khởi nguyên thương thành, chính là vì khi đó yêu đế sắp xuất quan. Cho nên ở lại chờ, một lần bế quan có thể kéo dài từ 10 đến gần trăm năm, kể cả trong hoàng tộc yêu thú cũng là hiện tượng rất hiếm thấy. Đại tế ti bất đắc dĩ nói, tính cách yêu đế thế nào, ngươi còn là gì? Nói đến đây, đại tế ti lại thở dài, tỷ tỷ, yêu đế đại nhân đến núi tu di rồi, bảo là muốn đòi lại công bằng cho chúng ta. Yêu tử nguyệt kéo tay áo yêu tử yên, nói, núi tu di, yêu tử yên sửng sốt, lộ vẻ suy tư, hình như vô thiên tiền bối cũng mới trở về núi tu di. Nếu vậy, trên mặt yêu tử yên thoáng hiện một nụ cười hả hê, đại tế ti và yêu tử nguyệt sao bỗng dưng cười đáng sợ vậy tỷ tỷ ngươi cười gì thế trông thật quỷ dị yêu tử nguyệt sợ hãi nhích ra xa một chút yêu tử yên nhận ra vẻ khác thường của mình bèn nhẹ giọng ho khan một tiếng để che giấu bối rối của các ngươi đang bàn luận gì đó hổ cùng vừa gặm thanh cây vừa tò mò súng lại ma vượng uống coca cola vẻ rất hưởng thụ khà mùi vị quen thuộc này chỉ tiếc không có nước khoáng với quỳnh tương lộ a à già một nữ tử trong cực kỳ quyến rũ nói với vẻ tiếc núi tay còn cầm một ly kem nàng ta cũng là tôn giả nhất phẩm như yêu tử yên vũ vi tỷ chẳng phải ngươi đã từng uống nước khoáng rồi đó sao hổ cùng ngay thẳng hỏi vũ vi cười cười à quên mất địa vị của đại tế ti và yêu tử yên trong hoàng tộc yêu thú đều rất cao hai người trò chuyện với nhau đã khiến rất nhiều người chú ý tới dù đang xem xét lựa chọn hàng hay là đọc giới thiệu tất cả đều bỏ ngang để đến nghe ngóng yêu tử yên liếc mắt nhìn đám đông chợt phát hiện thiếu một bóng hình quen thuộc của linh lan đâu yêu tử yên nghi hoặc hỏi Linh Lan là người bạn thân nhất của Yêu Tử Yên. Sau khi chuyện di tích thượng cổ kết thúc, Yêu Tử Yên đã từng nói rất nhiều về khởi nguyên thương thành với Linh Lan. Lẽ ra lần này nàng ta cũng phải tò mò tới đây mới đúng. Mọi người bỗng trầm mặt lại. Yêu Tử Yên nhíu mày, nhìn về phía Đại Tế Ti, hư gia gia, làm sao vậy? Tỷ tỷ, Yêu Tử Nguyệt nhẹ nhàng níu tay áo Yêu Tử Yên, vẻ mặt do dự, không biết có nên nói chuyện đó ra chăng? Yêu Tử Yên thông minh nhường nào chứ? Chỉ từ phản ứng của mọi người, nàng đã đoán được phần nào. Đại Tế Ti thở dài, gật đầu, đúng vậy, trước đó, khi ngươi đổ kiếp bị vô tướng phát hiện cũng là vì nó đấy, yêu tử yên há hốc miệng, không biết phải nói gì, nàng cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn quá, không suy tưởng được, bạn tốt lại là thủ phạm gây ra hết thảy, điều này khiến nàng thật khó có thể tiếp thu, quan sát phản ứng của mọi người, yêu tử yên có thể đoán được, kết cục của Linh Lan hẳn cũng chẳng hay ho gì, trong hoàng tộc yêu thú, từ thượng cổ đã có một quy củ, cấm người trong tộc giết hại lẫn nhau, kẻ nào vi phạm sẽ bị toàn tộc đuổi giết, tỷ tỷ, Ngươi không sao chứ? Yêu Tử Nguyệt ân cần hỏi han. Yêu Tử Yên thở hắt ra một hơi, lắc đầu, gương mặt lại treo lên nụ cười nhẹ. Nàng véo má Yêu Tử Nguyệt, nói: Yên tâm đi, tỷ tỷ không có yếu ớt đến thế. Um, tỷ tỷ lại bắt nạt ta rồi. Yêu Tử Nguyệt lúng búng nói, buông Yêu Tử Nguyệt ra. Yêu Tử Yên thở dài bất đắc dĩ, thật lòng ta chưa từng nghĩ đến chuyện linh Lan lại. Nói đến đây, nàng lại nở một nụ cười, nhưng cũng chính nhờ thế ta mới tới khởi nguyên thương thành này, có thể đây chính là họa phúc liền nhau như nhân loại hay nói, đúng thế đúng thế, đúng là vậy đó, hổ cuồng gật đầu như bổ củi, còn khen ngợi, tử yên tỷ ngươi nói rất hay, hổ cuồng nói gì, đám hoàng tộc yêu thú đều tự động lượt bớt theo bản năng, bởi nếu mà để ý đến lời hắn ta, cái tay hổ cuồng này nhất định sẽ lại bắt đầu mở máy không dứt nổi đâu, một khi chế độ lãm nhảm được mở ra, muốn tắt đi khó khăn lắm, yêu tử yên cũng không để ý đến hổ cuồng, bắt đầu kể lại chuyện về vô thiên, vô thiên, một trong tứ đại Phật tổ của núi Tu Di, tôn giả cửu phẩm, thực lực như vậy có thể nói đã thuộc hàng đỉnh nhất thiên lang đại lục. Các hoàng tộc yêu thú vừa nghe nói vô thiên tới khởi nguyên thương thành thì đều thoáng kinh hãi, nhưng lại nghĩ, nơi này chính là khởi nguyên thương thành của ông chủ, thế là sợ hãi biến mất, chỉ còn lại hả hê, dù là vô thiên Phật tổ, gặp phải ông chủ hẳn cũng chẳng gây được chuyện gì đâu. Vũ Vi cười nói, chắc chắn rồi, ma vượng gật đầu, nói một cách rất đương nhiên, tổ thụ đại nhân gặp phải ông chủ chẳng phải còn bị biến thành một bồn hoa trang trí đó sao vô thiên sao có thể so với tổ đại nhân được nghe ngươi so sánh sao ta cứ thấy kỳ kỳ hề hề đại khái thì đều thế cả không cần để ý chi tiết làm gì yêu tử yên cười cười nói tiếp vô thiên phật tổ không giống như phù đồ tôn giả vừa phát hiện khởi nguyên thương thành đã chọn cách tấn công có lẽ hắn cũng đã nghe nói đến chuyện xảy ra trên di tích cổ sau đó thì sao sau đó thế nào yêu tử nguyệt háo hức hỏi ngay cả đại tế ti cũng nổi cơn hứng thú lắng nghe bọn họ vừa tới thành cửu diệu liền đi thẳng tới đây chưa từng dừng lại hỏi thăm chuyện về khởi nguyên thương thành vô thiên tới đây cũng rất tò mò và ngỡ ngàng trước những sản phẩm của khởi nguyên thương thành y hệt các khách hàng khác thậm chí còn đàm luận về phật hiệu với ông chủ yêu tử yên nói phật ông chủ cũng có kiến giải về mấy cái thứ trong phật môn sao vũ vi bật hỏi theo bản năng loại cường giả như ông chủ chắc chắn đã từng xem qua mọi phương pháp tu luyện nói có lý yêu tử yên không bị ảnh hưởng bởi những tiếng xì xầm nàng tiếp tục kể về những chuyện liên quan tới vô thiên ở khởi nguyên thương thành lát sau vậy tức là vô thiên phật tổ đã về núi tu di rồi vũ vi hỏi hơn nữa còn đã rời khỏi khởi nguyên thương thành được một thời gian ma vượng bổ sung liệu mà yêu đế đại nhân có gặp vô thiên không nhỉ liệu bọn họ có bắt tay đối phó với phật chủ không đám hoàng tộc yêu thú nhau nhau nêu ra một mớ vấn đề bọn họ có thể nói là cực kỳ chán ghét núi tu di nhưng hiện tại lại có nhân vật dị loại như vô thiên phật tổ này bọn họ lại bắt đầu chờ mong hắn ta trở về núi tu di rồi sẽ có những chuyện gì xảy ra yêu tử yên nhún vai ta cũng không biết có thể đợi thêm chút thời gian nữa sẽ có tin mới truyền về yêu tử nguyệt hưng phấn cực kỳ thật muốn xem xem yêu đế đại nhân tới núi tu di rồi sẽ làm những gì yêu tử yên vỗ nhẹ đầu yêu tử nguyệt ý bảo nàng ta đừng có quậy quá trò chuyện chán chê cả đám hoàng tộc yêu thú đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ bèn bắt đầu đi vơ vét hàng trong khởi nguyên thương thành ngoài coca cola thanh cây thì mì ăn liền Sprite và kem ly cũng được yêu thích đặc biệt đương nhiên cả điện thoại di động ma huyễn nữa những hoàng tộc yêu thú cùng tới khởi nguyên thương thành chuyến này thực lực thấp nhất cũng phải thuộc cảnh giới vấn đạo cho nên bọn họ hoàn toàn không thiếu linh tinh nếu không có quy định hạn chế số lượng mua mỗi ngày có khi bọn họ sẽ khoán sạch hàng trong này cũng nên giàu mà lại còn có loại linh khí tinh xảo thế này hổ cùng cầm một chiếc điện thoại di động ma huyễn lên cảm thán ngươi không xem bản giới thiệu à, điện thoại di động ma huyễn không phải linh khí, đó là sản phẩm của nền văn minh khoa học kỹ thuật, ma vượng đứng bên nỗ lực sửa lại sai lầm của hổ cùng, như nhau như nhau, hổ cùng khoát tay tỏ ý không để tâm, có thể sử dụng được là tốt rồi, xoắn suýt về cái tên làm gì, ma vượng ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hổ cùng nói cũng rất có lý, nói nghe coi, cái này dùng như thế nào, hổ cùng gãi đầu, thắc mắc, tự đi xem đi, ma vượng chỉ vào một tấm bản trắng trên tường, nói, vừa rồi mình tự dưng lại bị cái tay hổ cùng ngốc nghếch này giáo dục một câu, nghĩ thôi cũng thấy tức, tỷ 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 tỷ, ta muốn kết bạn với ngươi, vừa tải ứng dụng trò chuyện khởi nguyên và diễn đàn khởi nguyên, đồng thời đăng ký tài khoản, yêu tử Nguyệt hào hứng nói, được được, yêu tử Yên rất chiều ý muội muội, bèn gửi ngay đi một lời mời kết bạn, chỉ một giây sau, hai bên đã thành bạn bè, à đúng rồi, yêu tử Yên chợt nhớ ra, trong này còn có một nhóm trò chuyện riêng, ngươi có muốn gia nhập không? Có chứ, yêu tử Nguyệt gật đầu lia lịa nhóm trò chuyện, nhóm trò chuyện gì cơ, hổ cùng tò mò xía vào, chỗ nào có chuyện náo nhiệt liền sấn tới, đây chính là bản tính của hổ cùng, hổ cùng vừa tới, các hoàng tộc yêu thú khác tự nhiên cũng tò mò sáp lại, yêu tử yên cười cười, gửi lời mời cho bọn họ gia nhập nhóm trò chuyện, chu hổ, vừa rồi thấy có khá nhiều hoàng tộc yêu thú tới thành cửu diệu, các ngươi có nhìn thấy không? Lâm Phàm thấy, phải mười mấy luôn, chắc cũng vì khởi nguyên thương thành nhỉ. Dược cốc tam trưởng lão, hình như ông chủ có quen biết với họ từ hồi ở di tích thượng cổ đấy nhóm trò chuyện do yêu tử yên mở ra quả thực luôn cực kỳ nhộn nhịp từ ngày nhóm trò chuyện được thành lập đến giờ bên trong đã có đến mấy trăm người có không ít người chỉ âm thầm theo dõi nhưng cũng có khá nhiều người hào hứng tham gia trò chuyện mỗi ngày trong nhóm đều có rất nhiều đề tài để trao đổi từ những chuyện nhỏ như những việc vặt hàng ngày của khách cho đến những chuyện lớn như yêu hận tình thù giữa các thế lực lớn cùng với những lời đồn kỳ quái xa xăm nói chung thứ gì cũng có hết, những khách hàng đến từ bốn phương tám hướng trên thiên lang đại lục, khoảng cách giữa các nơi quá xa, mỗi khu vực lại có phong thổ khác nhau. Gần đây, hoạt động ưa thích nhất của Lạc Xuyên chính là lặng sâu trong nhóm, hóng đọc bình luận, Ngụy Kinh Trúc, chẳng phải chính tử yên tỷ cũng là hoàng tộc yêu thú đó sao? Sở Kinh Thiên, thành cửu diệu ngày càng nhộn nhịp nhỉ, nay có hoàng tộc yêu thú tới, không biết khi nào thì các chủng tộc khác cũng tới. Thanh âm, rất mong chờ. Bộ ly ca, thanh âm tiền bối bất chợt rồi lên. Sau quầy, Lạc Xuyên đang nằm dài trên ghế, thỉnh thoảng uống một hớp coca cola lạnh, vẻ rất thoải mái. Hắn cần điện thoại di động ma huyễn, đọc tin tức trong nhóm trò chuyện, sôi nổi ghê nhỉ, Lạc Xuyên cảm thán trong lòng. Các thành viên trong nhóm đang trò chuyện hăng say, bỗng nhiên có một số thông báo nhảy ra, yêu tử Nguyệt tham gia nhóm trò chuyện. Hổ cùng tham gia nhóm trò chuyện. Vũ Vi tham gia nhóm trò chuyện. Chỉ vài phút sau, nhóm đã có thêm mười mấy thành viên mới, vì thế, không khí nhóm càng trở nên náo nhiệt. Giang Thánh Quân, tất cả đều là hoàng tộc yêu thú sao, tham gia nhóm trò chuyện nhanh thế. Bộ Ly Ca, chào mừng. Liễu Như Ngọc, chào mừng. Dược Hồi Trần, chào mừng. Yêu Tử Yên, cấm spam. Ngay lập tức, chuỗi dài bình luận y hệt nhau đứt đoạn, trông có vẻ Yêu Tử Yên rất có uy trong nhóm trò chuyện này. Mọi người trong trò chuyện khởi nguyên thật là biết điều, Yêu Tử Nguyệt hưng phấn cực kỳ, bắt đầu thể hiện sự tồn tại của mình trong nhóm. Yêu Tử Yên cười nói, Đương nhiên rồi, mỗi người đều có quyền phát biểu ý kiến cá nhân, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm quy định trong nhóm trò chuyện. Ồ ồ, yêu tử nguyệt cực cù, sau khi gia nhập nhóm trò chuyện, phản ứng của các hoàng tộc yêu thú đều y hệt yêu tử nguyệt, kinh ngạc rất nhiều, đồng thời còn tràn đầy hứng thú và hưng phấn, bọn họ liên tục gửi tin trò chuyện vào nhóm. Lạc Xuyên thấy thế, lòng lại âm thầm cảm thán, không hổ là sản phẩm cao cấp của hệ thống, ngay cả hoàng tộc yêu thú, lần đầu sử dụng cũng không gặp trở ngại gì, xem ra các chủng tộc khác cũng sẽ suôn sẻ như vậy thôi. Điện thoại di động ma huyễn mang lại cảm giác mới lạ rất lâu dài chứ không phải một chốc một lát như những thứ bình thường. Trước mắt, thứ quan trọng nhất, được chờ mong đã lâu, chính là trò chơi thực tế ảo. Chờ mong bao lâu nay, cuối cùng cũng có thể chơi trò chơi thực tế ảo ở khởi nguyên thương thành rồi. Hổ cùng ngồi xuống ghế, sờ lên mũ bảo hiểm. Vừa rồi ta đã hỏi những người trong nhóm trò chuyện. Ma vượng ngồi xuống bên cạnh, thở dài, đề cử nhiều quá, giờ đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đây. Vậy hả? hổ cùng suy nghĩ một chút rồi tự đưa ra quyết định, chế độ khiêu chiến, chế độ sàn đấu, hai loại này thoạt nhìn có vẻ tương tự nhau, chế độ giải trí, ừm, cái này thôi loại luôn đi nhỉ, không, ma vượng bỗng lắc đầu, chính nó, chế độ giải trí á, hổ cùng kinh ngạc, hắn ta không thể tin nổi ma vượng lại quyết định chọn cái này, trong hoàng tộc yêu thú, trừ hắn ta ra, ma vượng chính là đứa thích đánh lộn nhất, đúng, ma vượng gật đầu, mặt đầy hưng phấn, hắn ta nhìn điện thoại di động ma huyễn, nói, bọn họ bảo, trong chế độ giải trí có thể lất được một loại năng lực gọi là ma lực. Hơn nữa, xa khi lên trên cấp 20 còn thể lựa chọn nghề nghiệp, những kỹ năng học được có thể sử dụng trong hiện thực tỷ tỷ Chơi cái gì thú vị nhất? Yêu tử Nguyệt đang hỏi ý kiến yêu tử Yên. Yêu tử Yên suy nghĩ một chút rồi đáp, ta cảm thấy chơi chế độ nào cũng thú vị, nhưng ta thích nhất là chế độ khiêu chiến. Chơi lâu với Lạc Xuyên nên Yêu Tử Yên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt thích thú chế độ khiêu chiến trong trò chơi. Thời gian gần đây, Lạc Xuyên lại rơi vào tình trạng nằm ường qua ngày tiến độ chơi trong chế độ kiêu chiến vẫn nằm liệt ở tầng thứ sáu liệt thiên ma điệp ở cảnh giới vấn đạo yêu tử yên cũng đã qua tầng thứ sáu giống như lạc xuyên nhưng nàng hiện đang bị kẹt ở tầng thứ bảy chưa thể vượt qua chế độ kiêu chiến à để ta xem thử yêu tử nguyệt hào hứng đăng nhập vào trò chơi đại tế ti thì lựa chọn giáo trình dạy nấu ăn bởi ông ta thấy trong diễn đàn khởi nguyên có một bài viết nói rằng trong giáo trình dạy nấu ăn người chơi có thể đích thân cảm thụ tình huống giả vượt cấp thiết chết đối thủ sau khi lựa chọn hoàn cảnh xung quanh chợt biến thành phòng bếp được hiện đại hóa đại tế ti chỉ hơi nhớ mày việc này cũng đã được giới thiệu trong bài viết kia rồi mở giáo trình chọn giao diện đại tế ti đã lựa chọn ngay giáo trình bậc cao nhất hình ảnh trước mắt chợt lóe lên ông ta cảm thấy mình bỗng hóa thành người khác mặc dù người chơi được quan sát thế giới trong trò chơi bằng thị giác ngôi thứ nhất nhưng lại không có năng lực khống chế thân thể đây chính là giáo trình dạy nấu ăn ư thú vị đấy đại tế ti nổi cơn hứng thú tìm hiểu xung quanh Mãi đến khi ông ta thấy trước mặt xuất hiện một sinh vật to lớn che khuất cả bầu trời, em mờ thanh cải cọ ồn ào dần giảm bớt, sau đó biến mất hoàn toàn, trả lại cho Khởi Nguyên Thương thành bầu không khí yên bình, mỗi một hoàng tộc yêu thú đều đã đắm chìm trong thế giới trò chơi mà mình chọn. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh tượng xuất hiện khi các tay mơ mới bước vào trò chơi thôi, còn đám khách quen thì đã học được bản lĩnh vừa luyện cấp vừa chú ý từng chuyện nhỏ phát sinh trong Khởi Nguyên thành, có thể nói, tiềm lực của con người đều là vô tận. Yêu tử Yên bước tới, chọn một ghế trống ngồi xuống gương mặt vẫn tươi cười vui vẻ bao nhiêu đồng loại tới nơi này gặp nàng dù yêu tử yên đã sớm quen với sinh hoạt ở khởi nguyên thương thành khi gặp lại người cùng tộc cũng sẽ rất vui mừng ông chủ cảm ơn nhiều yêu tử yên quay sang nói với lạc xuyên cảm ơn gì ta lạc xuyên đáp ta cũng quen bọn họ mà yêu tử yên chỉ cười nhẹ ha ha quả nhiên không ngoài dự liệu của trẫm bọn họ đều đến khởi nguyên thương thành rồi có tiếng cười sang sảng vang lên cơ vô hối cùng một đoàn người đi vào tuy ngoài miệng nói không quá để ý nhưng thực tế trong lòng cơ vô hối cũng không hoàn toàn bình thản như vậy hắn ta cũng hơi thấp thỏm một chút cơ linh nguyệt cơ thiên viễn và cơ thiên vấn đều tò mò ngó quanh đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nhiều hoàng tộc yêu thú như vậy đó mấy người này không giống yêu tử yên yêu tử yên chỉ khác người thường ở màu tóc màu mắt nhưng trong mấy người này thậm chí còn có người để hình thái không hoàn toàn là nhân loại điều này làm ba vị hoàng tử công chúa được mở rộng tầm mắt khi di tích thượng cổ mở cửa cơ vô hối và bạch lão cũng tới đó và cũng từng gặp một số hoàng tộc yêu thú ông chủ kinh ngạc qua đi đoàn người tới chào hỏi lạc xuyên lạc xuyên gật đầu coi như đáp lại sau đó bạch lão và cơ vô hối bắt đầu vòng mua hàng quen thuộc mỗi ngày xong xuôi mới đăng nhập trò chơi ba huynh mụi cơ thiên viễn mỗi người lấy một suất kem ly đi dạo quanh khu thiết bị thực tế ảo đi được vài bước lại dừng chân xem màn ảnh hiển thị của những người chơi cảnh giới của các hoàng tộc yêu thú thấp nhất cũng đã là vấn đạo mặc dù vừa tiến vào thế giới giả thuyết nhưng bọn họ cũng có thể thích nghi rất nhanh Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi rồi, ba huynh muội Cơ Thiên Viễn vẫn tiếp tục sắm vai người quan sát, đồng thời Thường Xuyên kêu lên kinh ngạc mỗi khi thấy được một màn chiến đấu hay, ba người lại gần, các hoàng tộc yêu thú cũng đã nhận ra, nhưng không có ý định quan tâm cho lắm, ba tên nhân loại nhỏ bé có tu vi yếu xìu mà thôi, không cần chú ý quá làm gì, phụ trách. Vô Tà Tim. Dần dần, những hoàng tộc yêu thú bị ba người theo dõi lúc chơi trò chơi cũng bất chợt dâng lên một cảm giác khác lạ nhất là khi bên tai thường xuyên vang lên tiếng kêu kinh ngạc và thán phục, nghe rất là vui tai, bọn họ cảm thấy toàn thân như tràn đầy sức mạnh, cuộc chiến đấu với địch nhân cũng trở nên kích thích hơn nhiều, nếu Lạc Xuyên nhận ra điều này, nhất định sẽ lại cảm khái, hiện tượng đó giống như những thiếu niên đang hăng hái chơi game online mà được người ta súng vào xem và cổ vũ vậy đó. Sự xuất hiện của hoàng tộc yêu thú đã gây nên những gợn sóng không nhỏ trong thành cửu diệu. Khi tin tức đang liên tục lên men và lan đi khắp nơi, những đối tượng được bàn tán lại đã tụ tập hết ở khởi nguyên thương thành, hăng hái chơi trò chơi, hoàn toàn chẳng màng đến những ầm ĩ ngoài kia. Từ đây xem ra, trò chơi này quả thật có lực hấp dẫn không gì sánh bằng đối với bất kỳ khách hàng thuộc chủng tộc nào, và phương pháp chơi nào cũng có hiệu quả như vậy đó. Số lượng thiết bị thực tế ảo trong khởi nguyên thương thành chỉ có 100, các thành viên hoàng tộc yêu thú đến đã chiếm non nửa số ghế. Chiều nay, các khách hàng cũ tới khởi nguyên thương thành chơi trò chơi đều nhận ra số lượng thiết bị hơi thiếu rồi, thậm chí đến muộn chút còn chẳng tìm được chỗ. Nhiều khách hàng đều phải đứng chầu trực sau lưng người chơi, chờ người ta hết giờ. Một đám hoàng tộc yêu thú tất nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng rảnh rỗi. Ngoài diện mạo đặc thù, thực lực của bọn họ cũng không phải hạng có thể bỏ ngoài mắt được. Vì thế, sau lưng mỗi thành viên hoàng tộc yêu thú đều có ít nhất một người đứng xem. Ông chủ, ngươi có cảm thấy số lượng chỗ chơi trong cửa hàng hơi ít không? Ngụy Kinh Trúc bước tới quầy phục vụ, nêu lên kiến nghị của mình với Lạc Xuyên. Lạc Xuyên nhìn quanh, gật đầu, nói phải. Không gian của Khởi Nguyên Thương Thành tuyệt đối không tính là nhỏ, nhưng trong cửa hàng có nhiều khách đến cùng lúc thế này, cảm giác vẫn hơi chật chội, nhất là khu vực đặt các thiết bị trò chơi, có lẽ cần phải lên kế hoạch xây dựng mở rộng Khởi Nguyên Thương Thành lần nữa rồi. Tối nay đề nghị với hệ thống đi, Lạc Suy nghĩ, so với mấy tháng trước, địa vị của hệ thống có thể nói là rơi xuống theo tư thế nhảy vực vậy, một phát chạm đấy, Ngụy Kinh Trúc, nàng ta bất đắc dĩ thở dài, kiểu hồi đáp của ông chủ thật làm người ta phát điên, Kinh Trúc tỷ, có chỗ rồi nè. Lâm Nguyễn Sương gọi Ngụy Kinh Trúc đến đây, mắt Ngụy Kinh Trúc sáng lên, vội vã đi tới. Ba tiếng đồng hồ không tính là dài nhưng cũng không ngắn. Các thành viên hoàng tộc yêu thú đã chơi hết thời gian ba tiếng của ngày hôm nay từ lúc nào không hay, bỏ mũ xuống, ai nấy đều lộ vẻ luyến tiếc. Mới đó đã hết ba giờ, ta mới lên cấp năm thôi, còn cách xa cấp hai mươi để được lựa chọn nghề nghiệp. Hổ Cuồng thở dài, cũng có vội rời khỏi thành cửu diệu ngay đâu, còn nhiều thời gian mà, lo gì? Vũ Vi lường Hổ Cuồng một cái. Vũ Vi Tỷ nói phải, hổ cùng tuết miệng cười nói, các thành viên hoàng tộc yêu thú kết thúc thời gian chơi, thế là có đến mười mấy vị trí trống, các khách quen chưa chiếm được chỗ đều thở vào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay vẫn được chơi rồi, ông chủ, bọn ta ra về trước nhé, ra tới quầy phục vụ, đại tế ti nói lời từ biệt với Lạc Xuyên, Lạc Xuyên gật đầu chào, ông chủ ông chủ, ta là thú cưỡi của ngài, có cần ở lại khởi nguyên thương thành này không, hổ cùng sấn tới, tự tiến cử mình, các hoàng tộc yêu thú khác đều quay đầu đi, vẻ như không muốn nhận người quen, thật là mất mặt, ngay cả Lạc Xuyên cũng phải kinh ngạc ngay người, sau đó hắn lắc đầu, quả đoán từ chối, không cần, à, hổ cùng thất vọng không thôi, yêu tử Nguyệt liếc nhìn Lạc Xuyên và yêu tử Yên, vẻ mặt băng khoăn xoắn xuýt mà không dám nói, nàng ta muốn ở lại cùng tỷ tỷ yêu tử Yên đã chú ý tới, lòng hiểu ra ngay, ông chủ, có thể cho tử Nguyệt ở lại đây với ta một thời gian không, yêu tử Yên hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi, tùy ngươi, Lạc Xuyên bình thản nói, thời gian tiếp sau đó, Lạc Xuyên tiếp tục nằm lười, gõ chữ nào được thoải mái như nằm ườn đâu. Hai tỷ muội yêu tử yên cười cười nói nói cùng nhau, tiếng cười vui vẻ thường truyền đến bên tai Lạc Xuyên cùng với những tiếng bàn luận của các khách hàng trong cửa hàng. Nội dung đàm luận đa số đều có liên quan đến hoàng tộc yêu thú, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có người thảo luận về cách thức chơi trong chế độ giải trí, hoặc từng ưu nhược điểm của các đối thủ trong chế độ khiêu chiến. Không khí hàng ngày của khởi nguyên thương thành vẫn không thay đổi. Đại tế ti, chúng ta đi đâu đây? rời khỏi khởi nguyên thương thành đoàn hoàng tộc yêu thú dạo trên đường phố thành cửu diệu, hổ cùng quể oải hỏi, yêu tử nguyệt có thể ở lại khởi nguyên thương thành nhưng hắn ta lại bị lạc xuyên từ chối phủ phàng. Hổ cùng cảm thấy trái tim yếu ớt của mình vừa bị ăn một chục ngàn điểm thương tổn, lẽ nào ông chủ cũng đánh giá con người dựa theo cái mặt, ta cảm thấy, ông chủ chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy ngươi thôi. Vũ Vi đã chú ý tới vẻ mặt hậm hực băng khoăn của hổ cùng, bèn vỗ vai hắn ta, nói, đợi khi nào cái tật nói lắm cũng ngươi giảm bớt đi, chưa biết chừng ông chủ sẽ đồng ý đó, hổ cùng sửng sốt, sau đó bất mãn kêu lên, nói lắm, vũ vi tỷ nói linh tinh là không có được đâu nha, ta nói lắm bao giờ, hắc hổ vương ta đây tung hoành thiên lang đại lục mấy mươi năm, để uy danh khắp. Chúng, trong đại hoang còn có rất nhiều tộc quần của nhân loại tôn ta làm thần bảo vệ của bọn họ, đã ai bảo ta nói nhiều, hồi trước cũng nói rồi, ta du lịch qua trung du đại hoang từng gặp rất nhiều đối thủ, giờ hồi tưởng lại những ngày đó, thật là làm người ta hoài niệm, chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, à mà, ta còn nhớ có một đối thủ đặc biệt thú vị nhá các ngươi có muốn nghe không chỉ nói một câu mà hổ cùng càng lái càng xa vũ vi cũng nghe không nổi nữa dừng dừng ngay đừng nói nữa ta cảm thấy đời này hắn cũng không thay đổi được đâu ma vượng lắc đầu bất đắc dĩ các hoàng tộc yêu thú khác cũng gật gù đồng ý đàm luận xong bọn họ chọn cách tách ra ai làm việc nấy thành cửu diệu rộng lớn thế này còn có rất nhiều chuyện mới lạ đang đợi bọn họ trời ngã về chiều ánh nắng chiều rơi xuống đất trời đều bị phủ một lớp không khí vàng nhạt hơi ảm đạm vạn vật đều tha theo chiếc bóng dài thật dài sau lưng kết thúc rồi ngụy kinh trúc gỡ mũ xuống rời khỏi ghế ngồi vung vẩy hai tay nhằm giãn gân cốt cảm thán dạo gần đây trong thành có lời đồn rằng khoa lạc sụp đổ hình như đang có dấu hiệu dần sống lại tống thu ảnh đi tới nói không biết gặp phải nhiều thể xâm nhiễm không nữa lâm nguyễn sương hưng phấn nói theo ý nàng ta những thể xâm nhiễm này chính là những bao điểm kinh nghiệm biết đi tin rằng đối với đại đa số người chơi thể xâm nhiễm đều có ý nghĩa như vậy đó, ông chủ, chúng ta đi đây, ba người nói lời từ biệt với Lạc Xuyên, các nàng là những khách hàng cuối cùng của khởi nguyên thương thành ngày hôm nay, Lạc Xuyên gật đầu, nhìn theo bóng ba người đi khuất, yêu tử yên và yêu tử nguyệt vẫn còn đang thủ thủy với nhau, nhiều chuyện để tâm sự với nhau đến thế cơ à, ối, đến giờ nấu cơm rồi, yêu tử yên nhìn giờ, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với muội muội nấu cơm, yêu tử nguyệt sửng sốt, sau đó hào hứng tròn mắt nhìn nàng, ta cũng biết nè, tỷ tỷ để ta giúp ngươi một tay, yêu tử yên hơi cân nhắc chút rồi gật đầu đồng ý hai người nói với lạc xuyên một tiếng rồi lên tầng trên lạc xuyên đứng dậy lấy một chai coca cola trên kệ xuống vừa uống vừa xem điện thoại di động ma huyễn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhóm trò chuyện lại nảy ra rất nhiều tin mới lạc xuyên hăng hái đọc từng tin vừa đi trên đường hổ cùng vừa nhắn tin vào nhóm trò chuyện hắn ta đã tìm hiểu rõ các công năng chủ yếu trong trò chuyện khởi nguyên trong nhóm có rất nhiều người thường xuyên có mặt cho nên chỉ cần gửi một tin đi là sẽ có người hồi đáp ngay hổ cùng ở thành Cửu Diệu có chỗ nào bán đồ ăn ngon nhất? Ngay sau đó, bên dưới đã xuất hiện một loạt câu trả lời, cơ thiên vấn, đương nhiên là Phượng Tiên lâu. Sở quan hách, đúng rồi, dạo gần đây ta toàn tới Phượng Tiên lâu ăn, hương vị miễn chê. Trần Mạch, Phượng Tiên lâu. Bộ Ly ca, đồ ăn ở Phượng Tiên lâu ngon nhất á, à, chẳng lẽ các ngươi quên khởi nguyên thương thành của ông chủ rồi sao? Bộ Ly ca cầm điện thoại di động ma huyễn, cười khục khục, đúng thế đấy hắn ta chính là cái thể loại người cực kỳ cầu thị như thế. Ngươi cười gì vậy, bộ thi ý không hiểu, bộ thương vân cũng tò mò nhìn sang phía bộ ly ca, hiện đang là giờ ăn tối ở trấn Nam Hầu Phủ, không có gì, bộ ly ca cất điện thoại di động ma huyễn đi, cười nói, bộ thương vân và bộ thi ý liếc nhìn nhau, không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm, trong nhóm trò chuyện, sau khi bộ ly ca gửi bình luận đi, ban đầu không khí tẻ ngắt, sau đó, các thành viên đua nhau nhắn lại, Giang Thánh Quân, ta thấy bộ ly ca nói rất chuẩn, trong thành Cửu Diệu làm gì có nơi nào có đồ ăn ngon như của Tử Yên tỷ làm. Cố Vân hy, ta lại nhớ món bánh chưng được ăn hồi khởi nguyên thương thành tổ chức Liên Hoang, không biết bao giờ ông chủ mới nghĩ đến chuyện tổ chức lần nữa nhỉ. Tiêu Thành, Liên Hoang, quá đáng, ta đã bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy cơ à. Vệ Diệt đang ăn cơm tối, tự dưng thấy cơm không ngon nữa rồi. Đề tài trò chuyện trong nhóm đột nhiên rẽ sang lối khác bắt đầu biến thành một đám ao ước đồ ăn hàng ngày của Lạc Xuyên và tổ chức tập thể lên án bộ ly ca đã khơi ra đề tài này. Hổ cùng chưa đọc những bình luận sau đó, đọc câu trả lời của bộ ly ca xong, hắn ta đã cất điện thoại di động ma huyễn đi, sờ cầm lẩm bẩm, đồ ăn trong khởi nguyên thương thành là đỉnh nhất, ta là vật cưỡi của ông chủ, qua đó ăn trực một bữa cũng không sao mà nhỉ. Sau đó, hắn ta hào hứng quay lại khởi nguyên thương thành, dọc đường, gặp mấy người cùng tộc, hắn ta cũng không quá để ý, cái tên hổ cùng này, vội vội vàng vàng đi đâu thế nhỉ, ma vượng nghi hoặc, ai biết, tính hắn thế đó mà, đừng để ý làm gì, một gã hoàng tộc yêu thú khác nói, đi xem đi, ta vừa thấy trong nhóm trò chuyện nói đồ ăn ở phượng tiên lâu là tốt nhất, nếu đã tới thành thị của nhân loại thì chắc chắn không thể bỏ qua dịp này, đúng, mấy người rẽ về phía phượng tiên lâu, không ai biết hổ cùng định làm gì, qua, khi lên phòng bếp tầng 2, yêu tử nguyệt sáng trực mắt lên, buộc miệng kêu to, bao nhiêu là linh dược, kỳ vật bỏ lộn xộn cả đống ở đó, chỉ cần cầm một thứ mang ra ngoài kia đều sẽ khiến khắp nơi rung chuyển, không phải làm cơm sao, nguyên liệu nấu ăn đâu, yêu tử nguyệt ngó đi nơi khác, nhưng không thấy bất cứ nguyên liệu thường dùng làm cơm nào cả, bèn nghi hoặc hỏi, nàng ta cũng rất thích nấu nướng, đó, mấy cái này, yêu tử yên cười cười, chỉ vào các linh dược cao cấp kia, tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa đúng không, yêu tử nguyệt không thể tin nổi, mắt trợn tròn lên, ta nói đùa làm gì, yêu tử yên cười cười, rửa tay chuẩn bị làm cơm, ngươi xử lý qua mấy linh dược kia đi yêu tử nguyệt cầm linh dược lên lòng thấy có đôi chút đáng tiếc đồng thời lại hết sức chờ mong nàng ta đang cố tưởng tượng xem nhưng linh dược cao cấp này mà làm thành đồ ăn thì sẽ cho ra hương vị tuyệt vời cỡ nào lạc xuyên ngồi trên ghế tay cầm điện thoại di động ma huyễn các thành viên trong nhóm trò chuyện toàn là nhân tài nói chuyện thu hút thật lạc xuyên rất thích xem bọn họ trò chuyện vừa rồi lúc hắn đi lấy coca cola không xem điện thoại một chốc lần thứ hai tiến vào nhóm trò chuyện đã phát hiện đề tài của cuộc trò chuyện được đổi thành cơm nước mỗi ngày của khởi nguyên thương từ bao giờ đề tài trong chuyện trong nhóm này biến đổi nhanh chóng mặt cho nên lạc xuyên cũng không quá để ý chỉ cho rằng đám khách nhà mình đang ăn cơm tối thì nhớ tới đồ ăn của khởi nguyên thương thèm không nhịn được bèn tám chuyện với nhau tâm tình của hắn trở nên tốt hơn hẳn cuộc sống thường ngày của ông chủ ta đây giản dị tự nhiên và khô khang thế thôi dần dần trong không khí chợt xuất hiện một mùi hương tuyệt vời cơm tối sắp xong rồi đây ngoài hẻm chợt vẳng lại tiếng bước chân nặng nề lạc xuyên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã hết giờ mở cửa của khởi nguyên thương thành lúc này còn có người đến chẳng lẽ người này không biết luật sao tiến bước chân lại gần một bóng người cao lớn đi vào khởi nguyên thương thành gương mặt thô ráp của hổ cùng gắn theo một nụ cười mà hắn ta tự nhận là thật thà ông chủ chúc buổi tối tốt lành lạc xuyên vốn cũng đang tốt lành thật nhưng giờ tự nhiên thấy không tốt lắm sao ngươi lại tới nữa lạc xuyên hỏi nếu hổ cùng tới đây thì hẳn phải có chuyện gì mới đúng mặc dù lạc xuyên không quá ưa cái tật nói lắm của hắn ta nhưng vẫn hỏi thăm một câu hổ cùng khép dần nụ cười gãi đầu gãi tai thành thật nói nãy ta thấy có người trong nhóm trò chuyện nói đồ ăn ngon nhất ở thành cửu diệu này chính là cơm của khởi nguyên thương thành cho nên ta lại quay về đây lạc xuyên lạc xuyên thận trọng tự hỏi bình tĩnh phân tích sau đó cho ra kết luận người này muốn ăn chực nhà mình chưa từng thấy có con yêu thú nào vô liêm sĩ thế luôn nhưng nhìn vào đôi mắt thật thà của hổ cùng lạc xuyên lại chỉ biết thở dài trong lòng thôi vậy hổ cuồng là vật cưỡi của mình mà, như vậy đại khái cũng tính là nửa nhân viên của khởi nguyên thương thành rồi, nhân viên mới đến, sinh hoạt còn chưa quen được, ông chủ bao bữa cơm coi như bình thường, ngươi đi lên nói với hai tỷ muội yêu tử yên, bảo làm nhiều cơm chút, lạc xuyên chỉ vào cầu thang, hổ cuồng mừng rỡ lắm, hắn ta vốn cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng không ngờ ông chủ lại đồng ý luôn, hổ cuồng hào hứng lên tầng 2, đi theo mùi thơm lần tới phòng bếp, hổ cuồng, sao ngươi lại tới đây, yêu tử yên đang đeo tạp về tất bật nấu nướng, thấy hổ cùng đứng ở cửa bàn kinh ngạc hỏi yêu tử nguyệt cũng tò mò nhìn ra hổ cùng đã bị các loại nguyên liệu nấu ăn khắp nơi thu hút sự chú ý nghe yêu tử yên hỏi hắn ta mới lấy lại tinh thần hổ cùng đang chuẩn bị nói thì yêu tử yên đã đoán được ta sẽ làm nhiều lên chút nàng nói ngay hổ cùng vui vẻ rời khỏi bếp lát sau cơm nước được bày lên bàn khởi nguyên thương thành chìm trong những mùi hương mê hoặc thậm chí hương thơm này còn lan ra tận ngoài hẻm người đi đường ngửi thấy đều không tự chủ phải nhìn về phía trong hẻm ánh mắt đầy hâm mộ Số lượng món ăn của bữa tối hôm nay phong phú hơn mọi hôm nhiều. Trên bàn cơm, hổ cùng đắm chìm trong cuộc chiến tiêu diệt các món ăn. Xem ra, đồ ăn ngon có thể trị liệu tật nói nhiều một cách hiệu quả. Yêu tử yên, yêu tử nguyệt vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Giữa bữa ăn, hổ cùng với lạc xuyên thỉnh thoảng cũng góp lời. Tóm lại, chủ khách đều hết sức vui vẻ. Sau khi ăn xong, hổ cùng có cảm giác nếu còn tiếp tục ở lại đây thì không thích hợp lắm. Bèn từ biệt mọi người. Yêu Tử Yên và Yêu Tử Nguyệt lên tầng hai dọn dẹp, sau khi rời khỏi khởi nguyên thương thành, hổ cùng lang thang trên đường phố thành cửu diệu, hai bên đường, cứ cách một đoạn lại có một nguồn sáng tản ra quần vàng nhạt ấm áp, trung tâm những quần sáng đó là một thứ linh tinh đặc biệt, trên linh tinh có khắc những trận pháp loại nhỏ, giúp nó nở rộ những quần sáng rực rỡ khi đưa linh lực vào, những linh tinh này được kết nối với trận pháp hộ thành của thành cửu diệu, đây cũng là sự ảnh hưởng của linh lực đến nền văn minh khi trình độ nghiên cứu, vận dụng linh lực phát triển đến một mức độ nhất định, đương nhiên, không phải mọi thành thị đều có trận pháp tiên tiến như thành cửu diệu mọi thứ đều có phân chia cấp bậc, ngay như ở hoa hạ của địa cầu, các thành thị cũng phân chia thành thị loại 1, loại 2, màn đêm buông xuống, đêm đen như một tấm màn đẹp đẽ trong vắt, bên trên còn khảm cả một dải ngân hà lấp lánh như ngọc, dù vậy, trên đường phố vẫn khá nhộn nhịp người qua lại, hổ cùng cầm điện thoại di động ma huyễn, chia sẻ với mọi người trong nhóm trò chuyện về vụ ăn trực ở khởi nguyên thương thành vừa rồi, nghe được điều này, bầu không khí trong nhóm như sôi trào, các thành viên đều ao ước được như hổ cùng còn các hoàng tộc yêu thú lại có nhận thức mới về trình độ vô liêm sĩ của hổ cùng. Ta cũng muốn tới cửa hàng của ông chủ ăn trực. Bộ ly ca cầm điện thoại di động ma huyễn, quanh người đã bao phủ một bầu không khí chán nản. Bộ thi ý ném qua cho hắn ta một linh quả, nói, chẳng lẽ không phải tại ngươi đề cập tới trước, thời gian dùng bữa tối của trấn Nam Hầu Phủ đã kết thúc. Hai tỷ đệ ngồi trong sân, chơi điện thoại di động ma huyễn, việc này gần như đã thành thói quen hàng ngày. Không cần bước chân khỏi cửa cũng có thể biết hết những tin tức lớn nhỏ mới phát sinh ngoài kia, thật là nhanh và tiện lợi hơn bao nhiêu ta hối hận rồi đón lấy linh quả bộ ly ca hung ác trắng ngập răng dùng cơm tối xong vẫn còn sớm chưa tới giờ ngủ lạc xuyên nhìn sang phía yêu tử nguyệt lại nhìn yêu tử yên như muốn hỏi yêu tử yên đưa ra một thỉnh cầu ông chủ có thể cho tử nguyệt ở lại chỗ này không ở lại đây á lạc xuyên nghi hoặc nhìn yêu tử yên bổ sung ở cùng phòng ta là được hổ cùng đến ăn trực, còn yêu tử nguyệt ở nhờ lạc xuyên chợt phát hiện ra sự thực này nhưng nếu nhân viên cửa hàng đã xin cho mà việc này cũng không có gì quá đáng thì cũng không thành vấn đề cũng được lạc xuyên nói trên tầng còn có vài phòng trống đấy ta ở chung với tỷ tỷ là được rồi yêu tử nguyệt nói nếu đã quyết định lạc xuyên cũng không nói gì thêm hắn đi tới chỗ để thiết bị giả thuyết ngồi đại xuống một vị trí đội mũ bảo hiểm chuẩn bị tiến vào trò chơi yêu tử yên và yêu tử nguyệt đều đứng cạnh đó xem đầu tiên là chế độ khiêu chiến của tháp thí luyện lạc xuyên đã chiến thắng liệt thiên ma điệp của tầng thứ sáu tuy cũng mất khá nhiều thời gian liệt thiên ma điệp có thể chỉ huy không gian, thực lực vấn đạo ngũ phẩm, cực kỳ khó chơi, nhưng đấu với cái tên yêu nghiệt như Lạc Xuyên, liệt thiên ma điệp chỉ có một kết cục, về chầu trời, qua tầng thứ 6, Lạc Xuyên lại tiến vào trạng thái lười chảy thay, đối thủ ở tầng thứ 7 là cái gì, Lạc Xuyên cũng không biết, bởi hắn cảm thấy, cứ giữ lấy cảm giác mới lạ bất ngờ mới là quan trọng nhất, hôm nay, Lạc Xuyên đột nhiên nổi hứng thú, muốn xem xem đối thủ ở tầng thứ 7 là sinh vật gì. Đến rồi, yêu tử yên thoáng nhất miệng nở một nụ cười, hăng hái quan sát, mặc dù hôm nay mới tới khởi nguyên thương thành nhưng yêu tử Nguyệt cũng gần như đã hiểu được toàn bộ nơi này, giống như yêu tử Yên, nàng ta cũng hăng hái bừng bừng chờ xem chuyện gì sẽ phát sinh, chọn thăng lên tầng thứ bảy, cảm giác đầu tiên vẫn luôn là ván vất đầu óc, sau đó, Lạc Xuyên thấy hoàn cảnh quanh mình đã có thay đổi lớn, mỗi tầng trong chế độ khiêu chiến đều là những cảnh tượng khác nhau, tầng thứ bảy là một cánh đồng hoang vu mênh mông, trên mặt đất vàng gạch nước nẻ, chỉ có lát đác mấy cụm cây khô héo, bầu trời bị tầng bụi mù bao trùm mờ mịt, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua lớp bụi mù này xa xa nơi chân trời có những bóng cây liêu xiêu cô độc ánh mặt trời thảm đạm rọi xuống bầu không khí cô quạng mà hoang vắng lạc xuyên vừa nhìn liền sinh lòng cảm khái cảnh tượng thê lương thế này quả rất có sức hút đó cảm khái xong xuôi lạc xuyên lựa chọn bắt đầu trên một gò đất cách đó không xa một quần sáng đột nhiên xuất hiện quần sáng kia liên tục lóe lên trong không khí vẽ nên những đường sáng kỳ lạ những đường sáng đó kết nối với nhau dần dần hình thành những đường viền rõ hơn Hết thảy những điều này đều chỉ phát sinh trong một chớp mắt ngắn ngủi, sau khi quần sáng tan đi, một sinh vật xuất hiện trên gò đất, hình thể của sinh vật này chỉ bằng bàn tay, dáng dấp như một con chim tước, toàn thân đỏ thắm, nhìn kỹ thì thấy lớp lông chim như có ngọn lửa chảy trên đó. Lạc Xuyên hơi nheo mắt, mở trang thông tin, Chu Tước, cảnh giới, Tôn giả ngũ phẩm, trạng thái hạn chế. Giới thiệu: Thần thú thượng cổ, sở hữu pháp tắc hỏa diễm, có thể đốt trời chưng biển. Những thông tin này không nằm ngoài dữ liệu của Lạc Xuyên đây là chu tước sao yêu tử yên nhìn hình ảnh trên đó đôi mắt màu tím trợn to trong những truyền thuyết về thượng cổ rất thường thấy loại sinh vật này chỉ tiếc sau kiếp nạn mọi thứ đã biến mất trong dòng lịch sử yêu tử nguyệt không biết những điều này cô nàng chỉ nhìn chăm chú vào màn hình mặc dù chỉ là hình ảnh nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận được uy lực đặc biệt của sinh vật này một uy lực mãnh liệt khó nói thực lực hiện tại của lạc xuyên cũng là tôn giả ngũ phẩm hắn không nhiều lời lập tức ra tay tiếng ngân của thanh kiếm trong tay hắn vang lên trong trẻo đây là thứ lạc xuyên đã lĩnh ngộ được khi đấu với cửu diệp kiếm thảo và liệt thiên ma điệp là sự kết hợp giữa tốc độ cực hạn và sự sắc bén cửa chạng của không gian có thể nói lạc xuyên đã tìm ra được con đường riêng của mình nhưng hiện hắn vẫn đang có buff vô địch trong người trong tình thế bình thường hầu như chưa dùng tới thứ này lạc xuyên cũng không biết mấy thứ hắn mới lĩnh ngộ đến rốt cuộc có lợi ích gì theo đuổi cảnh giới cao hơn ư hay là tò mò muốn trở nên mạnh hơn hoặc đơn thuần là không có việc gì làm nên tìm hiểu để giết thời gian. Khả năng sau cùng có vẻ lớn hơn những thứ khác một chút. Chu Tước kêu lên một tiếng thật to, lập tức một biển lửa hừng hực ngập trời bừng lên, ào về phía lạc xuyên. Những nơi biển lửa này lướt qua, độ nóng đạt tới cực hạn, không gian tan vỡ thành từng mảnh và biến mất. Ánh kiếm và biển lửa gặp nhau, một quần sáng kinh thiên động địa bùng phát. ầm, uhm, một tiếng nổ cực lớn vang lên, bùi mù bị cuốn tung tứ phía, đất trời như bị phủ lên một tấm màn mờ mịt, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì giữa lớp bụi mù những tiếng va chạm sắc bén liên tục truyền ra ánh kiếm và ánh lửa đỏ rực liên tục lóe lên rồi lại biến mất linh lực khủng bố quần xéo khu vực này khiến cho vùng đất hoang vu ấy lại xuất hiện thêm những khe rách sâu không thấy đáy trong cực kỳ đáng sợ yêu tử yên và yêu tử nguyệt đã sững cả người khi xem cảnh chiến đấu kịch liệt này à thực ra cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài lớp bụi mù kia cả trên màn hình chỉ có một mảng xám xịt mờ mịt hoàn toàn không thấy cảnh tượng lạc xuyên và chu tước đánh nhau điều này khiến hai người vô cùng tiếc nuối đi nào chúng ta cũng đi chơi trò chơi đi thôi yêu tử yên kéo yêu tử nguyệt ngồi xuống bên cạnh nhưng hiện giờ đã hết thời gian mở cửa rồi mà yêu tử nguyệt do dự hỏi không vấn đề gì yêu tử yên cười nói thời gian mở cửa chỉ dành cho khách hàng bình thường thôi yêu tử nguyệt yên tâm hai người bắt đầu tiến vào trò chơi phía bên kia cuộc chiến của lạc xuyên và chu tước đã sắp kết thúc cánh đồng hoang vu này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo mặt đất kết tinh đầy những tảng ngọc lưu ly sau khi bị đốt cháy ở nhiệt độ cao có nơi còn bị thiêu đốt thành những hồ nham thạch nóng chảy hừng hực lửa cháy. Đương nhiên, những vết kiếm chằng chịt khắp nơi, sâu không thấy đáy cũng làm cho diện mạo nơi này biến đổi hẳn. Lớp màn bụi mù bao phủ khắp không gian tan đi, mây đen cũng biến mất, mặt trời ló rạng, rọi xuống vùng đất chất chồng vết thương những tia sáng nhợt nhạt. Cánh đồng hoang vu này đã không chỉ có vẻ hoang vắng như trước mà còn thêm một loại chiến ý mênh mang cuồn cuộn. Lạc Xuyên không kịp né tránh, bị Chu Tước áp sát, hắn cảm nhận được rất rõ luồng hỏa diễm hừng hực khủng bố trên người con Chu Tước bé xinh này ngay cả tấm chắn linh lực của cường giả cấp tôn giả cũng có thể dễ dàng bị ngọn lửa này thiêu hủy lạc xuyên xong đời cuộc chiến này kéo dài chưa được bao lâu đã đi đến hồi kết lạc xuyên hoàn toàn không hề bất ngờ trước kết quả này sức chiến đấu của chu tước tầng thứ bảy quả thực vô cùng mạnh mẽ lạc xuyên cảm thấy kể cả vô thiên hay dược hồi trần cùng những người tu luyện cấp bậc tôn giả đỉnh phong khác đều chưa chắc đã thủ thắng được trước chu tước trong lần đụng độ đầu tiên xin chớ quên lạc xuyên mới tới thiên lang đại lục này được vài tháng thôi đó đánh với chu tước thêm vài trận nữa Kết quả chiến đấu đều là thất bại nhưng thời gian duy trì cuộc chiến liên tục tăng lên, bởi vậy mới thấy thiên phú của Lạc Xuyên quả thực không thể coi thường, nhưng đánh được vài trận, Lạc Xuyên bắt đầu chuyển dần về trạng thái thần lười, dần mất đi hứng thú khiêu chiến chu tước, cuối cùng, hắn rời khỏi chế độ khiêu chiến, Lạc Xuyên mới tiến vào thế giới trò chơi chưa được bao lâu, thấy thời gian còn sớm, hắn lại tiếp tục tiến vào chế độ giải trí, vận dụng quyền hạn dành cho ông chủ, Lạc Xuyên đi thẳng tới a Alan a -Lan là thành phố cảo thế giới ma pháp nơi này có cảnh đêm không giống như thành cửu diệu hay các thành thị trên địa cầu. Trên thế giới mà ma lực bao phủ khắp chốn thế này, ma lực được ứng dụng tại rất nhiều vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Tin rằng, nếu không phải do thiên tai thứ 9 bùng nổ thì nền văn minh ma pháp khoa lạc này nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Đi trên đường phố, Lạc Xuyên thấy được đủ loại khí giới ma đạo kỳ quái. Trên thiên lang đại lục có thể sử dụng linh trận để thuyên chuyển linh lực còn khoa lạc lại sử dụng các loại minh văn ma pháp để thuyên chuyển ma lực lạc xuyên sờ cầm suy tư thế giới bất đồng phương thức sử dụng năng lượng của các sinh mệnh có trí tuệ cũng không giống nhau có lẽ đây chính là bản chất của thế giới nhỉ lạc xuyên âm thầm suy đoán thời gian trôi trên khoa lạc cũng giống như ngoài hiện thực bây giờ là buổi tối trong trò chơi cũng là buổi tối thưởng thức một lượt phong cảnh của thế giới nơi này lạc xuyên thấy không còn sớm nữa bèn rời khỏi trò chơi yêu tử yên và yêu tử nguyệt đã chú ý thấy lạc xuyên ra khỏi thế giới ảo bèn lần lượt kết thúc trò chơi trò này chơi thích thật đó yêu tử nguyệt cảm thán nàng ta vẫn còn lưu luyến muốn chơi thêm đến giờ nghỉ ngơi rồi yêu tử yên cười nói ba người lên phòng nói lời chúc ngủ ngon với lạc xuyên xong hai tỷ muội yêu tử yên về phòng mình lạc xuyên cũng về lại phòng ngủ của mình đang chuẩn bị đi ngủ hắn bỗng nhận ra hình như mình đã quên thứ gì suy nghĩ một chút lạc xuyên tà lên rồi gọi hệ thống hệ thống ký chủ có chuyện gì hệ thống đáp lại vẫn nhanh nhẹn như cũ nếu nói theo kiểu như trong tiểu thuyết thì tốc độ đáp lời này hẳn có thể coi là hoàn thành triệu hồi trong tích tắc lạc xuyên đưa ngay ra vấn đề hệ thống cho xin cái nhiệm vụ đi phần thưởng là mở rộng thêm cửa hàng, hệ thống, thương lượng ổn thỏa với hệ thống, Lạc Xuyên hài lòng đi vào giấc ngủ, lòng mong đợi, ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào, bên phòng yêu tử yên, hai tỷ muội thủ thủy tâm sự, tỷ tỷ, có phải trước giờ tỷ vẫn luôn ở đây không, nghiêng mình nằm trên giường, yêu tử nguyệt chớp đôi mắt màu tím tràn đầy tò mò hỏi, yêu tử yên nằm bên gật đầu, hỏi lại, nghe nói trong thời gian này, các ngươi vẫn luôn túc trực chờ đợi yêu đế đại nhân xuất quan, yêu tử nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, kể lại những chuyện xảy ra với hoàng tộc yêu thú trong thời gian qua cuối cùng còn thở dài một tiếng thành thật mà nói yêu đế đại nhân quá là khác số ví hình tượng trong lòng ta đó lần bế quan này của yêu đế kéo dài gần trăm năm rồi hoàng tộc yêu thú phải tới cảnh giới vấn đạo mới có thể biến hóa yêu tử nguyệt mới lên đến cảnh giới vấn đạo nhất phẩm thôi đây là lần đầu tiên nàng ta gặp yêu đế hình tượng yêu đế trước nay đều do các hoàng tộc yêu thú khác thuật lại cho nàng ta hình dung yêu tử yên cười cười vậy nên ngài ấy mới là yêu đế đó nói cũng phải, yêu tử nguyệt cũng gật đầu cười theo, sau đó, dường như lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng hiện một tia bẩn cực, tỷ 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 với ông chủ có phải có gì đó không, hử, yêu tử yên sửng sốt, không hiểu, nhưng chỉ suy tư một chốc, gò má nàng chợt ửng đỏ, nàng vương tay bóp mặt yêu tử nguyệt, cố gắng banh mặt ra vẻ nghiêm túc, được đấy, mới không gặp muội chưa được bao lâu đã học được nhiều thứ linh tinh như vậy rồi, tỷ tỷ ta sai rồi, yêu tử nguyệt vội vàng xin tha, đùa giỡn với nhau một hồi, yêu tử nguyệt xoa xoa mặt mình, nói, vậy hiện giờ đã đến bước nào rồi, yêu tử yên thở dài, khẽ lắc đầu, yêu tử nguyệt như hiểu được điều gì, bèn trầm tư suy nghĩ, sau đó, nàng ta vỗ vai yêu tử yên, nói, tỷ tỷ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay, thôi tha cho ta đi, đừng có phá rối thêm nữa, yêu tử yên đẩy tay yêu tử nguyệt ra, khuya rồi, đi ngủ thôi, nói xong, nàng tắt đèn, gian phòng chìm trong bóng tối, yêu tử nguyệt hoàn toàn không buồn ngủ, tuy hai mắt đã nhắm nhưng trong lòng vẫn liên tục suy tính, tìm biện pháp hữu hiệu giúp đỡ tỷ tỷ, lúc này, nàng ta cả thấy mình đang gánh trên vai một sứ mệnh vừa vinh quang lại vừa vĩ đại. Sáng sớm hôm sau, Lạc Xuyên tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, ra cửa liền thấy yêu tử Yên cũng vừa lò dò đi ra, đang ngáp dài vì buồn ngủ. Yêu tử Yên vừa trông thấy Lạc Xuyên, mặt liền đỏ lên, nhưng nàng đã nhanh chóng che giấu. "Ông chủ, chào buổi sáng." Yêu tử Yên lên tiếng chào. "Chào buổi sáng." Lạc Xuyên đáp lại, sau đó nhìn ra sau lưng yêu tử Yên, hỏi, "Yêu tử Nguyệt đâu?" con bé còn chưa dậy, yêu tử yên cười nói, lạc xuyên gật đầu, không hỏi gì thêm, người nghiêm khắc quản lý chặt bản thân như hắn đây quả là rất hiếm có, lạc xuyên tự hào nghĩ thầm, sửa soạn xong xuôi, lạc xuyên xuống cửa hàng, yêu tử yên vào bếp làm điểm tâm, khi mùi hương mê hoặc đã lan tỏa khắp nơi, tấn công mãnh liệt cứu giác của yêu tử nguyệt, nàng ta mới miễn cưỡng ngồi dậy, tỷ tỷ dậy sớm thế làm gì, yêu tử nguyệt vào phòng bếp, vẻ mặt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh. Đêm qua nàng ta cứ lăn qua lộn lại lên kế hoạch giúp tỷ tỷ, cho nên ngủ rất muộn, Yêu tử Yên lắc đầu, âm thầm hạ quyết tâm phải lên lịch giúp Yêu tử Nguyệt học tập thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Yêu tử Nguyệt hoàn toàn không ngờ được, những ngày tiếp theo sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng thế nào. "Vậy làm đồ ăn sáng?" Yêu tử Yên đáp, "Có cần ta giúp một tay không?" Yêu tử Nguyệt nói, lại nhịn không được, ngáp dài một cái, "Ngươi đi rửa mặt đi đã." Yêu tử Yên thúc giục, "Biết biết." Yêu tử Nguyệt vội thưa, đêm qua, khi trò chuyện với nhau, yêu tử yên đã tỉ mỉ nói cho yêu tử nguyệt lịch làm việc và nghỉ ngơi của khởi nguyên thương thành lúc đó nghe xong yêu tử nguyệt đã vô cùng kinh ngạc ban đầu trong tưởng tượng của nàng ta người như ông chủ hẳn đã sớm thoát khỏi thế tục kiểu lối sống không ăn ngủ cốc uống sương ăn gió mới nên là lối sinh hoạt bình thường của ông chủ mới phải nhưng sau một tối ở lại khởi nguyên thương thành yêu tử nguyệt phát hiện mình lầm rồi lầm to rồi thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông chủ chẳng khác người thường là bao một ngày ba bữa đúng giờ tỉnh dậy làm việc Hiện thực và lý tưởng luôn khác xa nhau như thế đó, à quên, vẫn có điểm đặc biệt khác người, như là việc rửa mặt mà tỷ tỷ đề cập tới, Lạc Xuyên ngồi trên ghế, nhìn khoảng không trước mặt, thực ra, trong tầm mắt Lạc Xuyên lúc này, phía trước có một màn sáng màu lam nhạt đậm phong cách khoa học viễn tưởng, đây là trang thông tin của hắn, ánh mắt Lạc Xuyên rơi vào phần dưới bản thông tin, khu vực nhiệm vụ, xem nhẹ nhiệm vụ kiếm một triệu linh tinh, đối với Lạc Xuyên thì đây coi như là một nhiệm vụ trường kỳ, trong khoảng thời gian ngắn không cần nghĩ đến bên dưới nhiệm vụ trường kỳ có một nhiệm vụ mới nhiệm vụ tiến hành một lần phát sóng trực tiếp phần thưởng mở rộng cửa hàng nhiệm vụ được hệ thống công bố vào tối qua ban đầu lạc xuyên muốn yêu cầu hệ thống mở rộng cửa hàng luôn tức là muốn ăn không của hệ thống nhưng sau khi cân nhắc lại lạc xuyên cảm thấy nếu nói thế thật hệ thống nhất định sẽ từ ngay cho nên cuối cùng hắn thương lượng với hệ thống về việc làm nhiệm vụ để mở rộng cửa hàng nội dung nhiệm vụ rất đơn giản xem cái hiểu ngay nhân vật địa điểm gì đó đều không có yêu cầu cụ thể mới đầu lạc xuyên nghĩ hay là cứ làm đại một lần phát sóng trực tiếp trong cửa hàng thôi tiêu đề cứ lấy thẳng lạc một ngày ở khởi nguyên thương thành nhưng sau một hồi cân nhắc và tự hỏi hắn lại tự bác bỏ suy nghĩ rất là hấp dẫn này hắn cảm thấy nếu mình mà làm thế thật khả năng cực cao là nhiệm vụ sẽ biến thành không rõ đã hoàn thành chưa nhưng trước đó cũng đã đề cập tới nhiệm vụ này không nói rõ yêu cầu chính phát sóng trực tiếp lạc xuyên lại bắt đầu suy tính xem nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ chẳng mấy chốc yêu tử yên và yêu tử yên mang đồ ăn sáng xuống lạc xuyên tạm dừng việc tự hỏi ăn đã có thực mới vượt được đạo ăn xong tính sau lúc ăn cơm lạc xuyên chú ý thấy yêu tử nguyệt cứ lén lút quan sát mình và yêu tử yên liên tục hử nha đầu này lại có chuyện gì nữa đây khi lạc xuyên nhìn về phía yêu tử nguyệt nàng ta vội vã dời mắt đi nơi khác cúi đầu cặm cụi ăn như thể không biết gì hết lạc xuyên thoáng nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không hỏi gì thêm yêu tử yên cũng không nói gì Bữa sáng cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí rất mực kỳ quái như vậy, ta lên thu dọn, yêu tử Yên nói, nàng chuẩn bị đứng dậy, yêu tử Nguyệt đã ngăn lại, "Để ta, để ta, tỷ tỷ cứ ngồi nghỉ đi." Như thể sợ yêu tử Yên từ chối, yêu tử Nguyệt nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn rồi bưng lên tầng luôn, Lạc Xuyên và yêu tử Yên đều nhìn theo đầy khó hiểu, yêu tử Nguyệt lại làm sao thế nhỉ? Nghi hoặc này không kéo dài quá lâu, có lẽ nha đầu kia cảm thấy mình ở lại ăn không uống không ở khởi nguyên thương thành thì hơi ngại nên muốn làm chút chuyện để thể hiện giá trị của mình thôi hai người đồng loạt nghĩ tới điều này yêu tử nguyệt mà biết được suy nghĩ trong lòng hai người sắc mặt hẳn sẽ đặc sắc lắm đây khởi nguyên thương thành trở lại yên tĩnh vô cùng lạc xuyên và yêu tử yên đều đang xem điện thoại di động ma huyễn không ai lên tiếng trò chuyện trong nhóm trò chuyện ở trò chuyện khởi nguyên do yêu tử yên sáng lập ra các vị khách vẫn đang hết sức nhiệt tình bởi vì hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ lần phát thưởng cho những thành viên có thướng cao trên sàn đấu lần trước, tức là, lại đến thời điểm phát lá cây thế giới rồi, đồng thời, thời điểm phát thưởng chu kỳ 30 ngày cũng sắp tới rồi, yêu tử nguyệt thu dọn trong phòng bếp, môi nở nụ cười đầy mong đợi, nàng ta vừa tìm cách sáng tạo cho tỷ tỷ cơ hội ở riêng một chỗ với ông chủ, không biết tỷ tỷ có nắm chắc được cơ hội này chăng, ông chủ, chào buổi sáng, một giọng nói bể oải vang lên, bộ ly ca và bộ thi ý cùng giang thánh quân bước vào khởi nguyên thương thành bộ ly ca trông hết sức chán chường. Bộ ly ca, ngươi làm sao thế? Yêu tử yên tò mò hỏi. Bộ ly ca thở ra một hơi dài, lắc đầu, thảm lắm không muốn nói. Hắn ta cảm thấy, có khi mình không phải con ruột nhà họ bộ rồi. Bộ ly ca hiện đã là tạo hóa tam phẩm, Giang Thánh Quân cũng đã tiến giai, hiện cùng cảnh giới với bộ ly ca. Xem ra kế hoạch huấn luyện của bộ thương vân đã cho thành quả rõ rệt, lạc xuyên kết luận, nói thật chứ, ta cũng đang muốn được như ngươi đây. Giang Thánh Quân vỗ vai bộ ly ca, cảm thán. lúc trước, Bộ ly ca có ám thương trong người nên tu vi rất lâu không hề tăng tiến. Giang Thánh Quân đã bỏ xa hắn ta một quãng dài. Không ngờ, sau khi tới khởi nguyên thương thành, ám thương khỏi hết. Chỉ trong vài tháng, cảnh giới của bộ ly ca đã tăng vù vù. Thiên phú của người này thật đáng sợ. Dừng, dừng ngay, đừng có đụng vào ta. Bộ ly ca vội lùi lại, nghe răng trợn mắt. Giờ hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Nếu có thể nằm còn lâu mới đứng, ông chủ, ngươi thực sự không nghĩ tới chuyện tăng thêm sản phẩm có thể tiêu trừ mọi mệt nhọc của thân thể sao? Bộ Ly Ca lại đưa ra kiến nghị với Lạc Xuyên, những mệt nhọc mà hắn ta nói không chỉ là trên thân thể mà còn ở tinh thần. Stry có thể khôi phục lực tinh thần nhưng lại không có tác dụng với kiểu mệt nhọc này. Lạc Xuyên không đáp, vấn đề này, trước đó hắn đã trả lời. Bộ Ly Ca thở dài bất đắc dĩ, không hỏi thêm nữa. Lúc này, yêu tử Nguyệt đã từ trên tầng đi xuống. Đây là, vừa thấy nàng ta, ba người kia đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ này thoạt nhìn gần như giống hết tử yên tỷ chỉ khác ở chỗ trông trẻ hơn chút, chẳng lẽ là muội muội Ba người đang suy đoán mối quan hệ của cô gái này với yêu tử yên. Thiếu nữ bước xuống từ trên tầng 2, chẳng lẽ là nhân viên mới của khởi nguyên thương thành. Cả ba đồng thời nhìn yêu tử nguyệt bằng ánh mắt hâm mộ. Yêu tử nguyệt cũng đã chú ý tới sự biến hóa trong thái độ của ba người này. Nàng ta thoáng nghi hoặc, không đoán được mấy người này đang nghĩ cái gì. Đây là muội muội ta, yêu tử nguyệt. Yêu tử nguyệt xuống tới nơi, yêu tử yên bèn giới thiệu. Ồ, ba người hiểu ra, vậy tức là... Thiếu nữ này là một thành viên của hoàng tộc yêu thú hôm qua mới tới thành cửu diệu không phải nhân viên mới của khởi nguyên thương thành, từ tầng 2 đi xuống chắc do mối quan hệ với tử yên tỷ thôi. Ba người đã đoán ra nguyên do, yêu tử nguyệt biết ba người này là khách quen của khởi nguyên thương thành, mắt lập tức sáng lên, khách quen, chắc chắn phải biết nhiều chuyện, nàng ta bèn kéo ba người sang một góc, chuẩn bị hỏi thăm vài thứ, bọn bộ ly ca nghi hoặc nhìn yêu tử nguyệt, yêu tử yên không hiểu yêu tử nguyệt lại định làm gì, lạc xuyên chỉ liếc nhìn một cái, không quá để ý, ừm, làm gì vậy, trong góc, bộ thi ý hỏi yêu tử nguyệt, trong khởi nguyên thương thành, các ngươi là nhóm khách đầu tiên đúng không? Yêu Tử Nguyệt hỏi. Vừa đề cập tới đề tài này, Bộ Ly Ca lập tức hăng hái hẳn. Hắn ta vỗ ngực, động tác có hơi mạnh quá, tức thì đau nhức đến nghe răng. Vội vàng dừng tay. Ta đây chính là vị khách đầu tiên của Khởi Nguyên Thương Thành luôn đó. Bộ Ly Ca hưng phấn nói. Có biết tên tài khoản của ta ở diễn đàn Khởi Nguyên là gì không? Khách hàng số một Bộ Ly Ca kể nguyên. Ta rất tình cờ phát hiện được cửa hàng của ông chủ, nhưng khi ấy tính cách của ông chủ hình như còn chưa có lạnh nhạt như giờ. Bộ ly ca bắt đầu lại nhảy kể lại, yêu tử nguyệt nhìn sang bộ thi ý, ánh mắt nghi hoặc, bộ thi ý cũng đáp lại bằng một ánh mắt, hắn làm sao thế, tự dưng cứ lầm bầm lẩm bẩm thấy ghê, bệnh đấy, hiện tượng bình thường, đừng để ý, lờ đi là được, à, ra là thế, Giang Thánh Quân không hiểu vì sao hai người này bỗng dưng mắt đi mày lại như thế, các ngươi nói coi, quan hệ giữa tỷ tỷ với ông chủ là thế nào, vì sao đã lâu như vậy mà chẳng có gì thay đổi, yêu tử nguyệt hạ giọng đi vào vấn đề chính, vừa nói, nàng ta vừa liếc trộn lạc xuyên với yêu tử yên thận trọng chú ý xem hai người kia có để ý tới bên này không bộ thi ý cũng nổi cơn hứng thú nàng đã đoán được mục đích của yêu tử nguyệt ngươi là muội muội ruột thịt của tử yên tỷ bộ thi ý hỏi yêu tử nguyệt gật đầu cho nên ngươi muốn bộ thi ý đưa mắt nhìn về phía quầy hàng yêu tử nguyệt lại gật đầu giang thánh quân thở dài lắc đầu nói thật nhé ta cảm thấy ý tưởng của ngươi hơi khó thành công ta cũng thấy vậy bộ thi ý đồng ý bộ ly ca kết thúc màn kể chiến tích bởi vì rốt cuộc hắn ta đã phát hiện, đám người kia không một ai để ý đến hắn ta, biết đang nói về vấn đề gì, bộ ly ca lập tức cho phản ứng giống bộ thi ý và giang thánh quân, yêu tử nguyệt nghi hoặc gãi đầu, trắc trở vậy hả, ba người đồng loạt gật đầu, sau đó bắt đầu hạ giọng kể về lạc xuyên cho nàng ta nghe, vẻ tự tin trên mặt yêu tử nguyệt từ từ biến thành bất đắc dĩ, lát sau, yêu tử nguyệt nhìn sang phía yêu tử yên, âm thầm thở dài trong lòng, tỷ tỷ à, loại nhiệm vụ cấp bậc ác mộng này đành trông chờ vào bản thân tỷ nỗ lực hoàn thành thôi nàng ta lựa chọn bỏ cuộc kể ra phải vứt bỏ kế hoạch mình thì hụt thiết lập nửa buổi tối cũng cảm thấy hơi tiếc đó yêu tử yên nhận được ánh mắt của yêu tử nguyệt vừa rồi nàng đã nghi hoặc bốn người này túng tụng lại thì thào bàn tán cái gì giữa lúc nàng chuẩn bị qua đó hỏi han bốn người lại tản ra bộ ly ca bộ thi ý và giang thánh quân bắt đầu hoạt động mua hàng thường ngày yêu tử nguyệt đi tới chỗ yêu tử yên các ngươi vừa nói chuyện gì yêu tử yên tò mò hỏi không có gì, yêu tử nguyệt đã nghĩ ra một cớ hợp lý, thảo luận với họ về kịch bản trong chế độ giải trí thôi. Tuy trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, cảm thấy không đúng lắm, nhưng yêu tử yên không căng vặn gì thêm. Lạc xuyên nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại di động ma huyễn, hắn đang hì hụt gõ chữ. Ngày hôm qua, Lạc xuyên bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình dường như đang bị giới hạn. Nếu thiết bị giải thuyết có thể gõ chữ thì sao điện thoại di động ma huyễn, một sản phẩm có hệ số khoa học viễn tưởng cao nhất lại không có chức năng này. Sau đó, lạc xuyên liền tìm được phương pháp gõ chữ trên điện thoại di động ma huyễn tuy tốc độ có hơi chậm nhưng lạc xuyên lại không có yêu cầu quá cao về tốc độ nên coi như chấp nhận được hắn chỉ muốn sử dụng thứ này để tích lũy bản thảo mà thôi huống hồ ngồi gõ chữ so với nằm dài thảnh thơi gõ chữ thì phương án sau đương nhiên thoải mái hơn nhiều điện thoại di động ma huyễn đã có thể gõ chữ lạc xuyên lại tìm cách phát triển nó lên tầm cao mới có khi ý tưởng dùng ý niệm gõ chữ cũng không phải không thể được đưa thẳng ý nghĩ hoặc ký ức của mình chuyển thành ngôn ngữ lược bỏ quá trình lạch cạnh gõ lại từng chữ thế này, nếu làm được thì quả là vừa tiện vừa nhanh bậc nhất luôn rồi. Nghĩ đến đó, Lạc Xuyên cũng phải giật mình sửng sốt trước ý tưởng thiên tài của chính mình, Lạc Xuyên trao đổi lại với hệ thống một chút, hệ thống đáp trả hắn bằng một chuỗi chấm đen dài ngoẳng, căn cứ theo suy đoán của Lạc Xuyên, hồi đáp như thế hẳn đang biểu thị nó đã cạn lời rồi, thật không ngờ nha, hệ thống nhà ngươi cũng biết chơi trò dùng ký hiệu, còn về chuyện sao Lạc Xuyên vẫn lạch cạch gõ chữ, chủ yếu là bởi tự dưng nổi hứng cộng với rảnh rỗi sinh nông nổi chẳng mấy chốc, khởi nguyên thương thành đã bắt đầu đông vui tấp nập, khách khứa hào hứng trò chuyện cùng nhau, đề tài chủ yếu đều là phần thưởng cho những cá nhân đứng đầu bảng của sàn đấu lần này. Hiện nay, mỗi đại cảnh giới mới chỉ có một người nhận được lá cây thế giới, trong các khách hàng của khởi nguyên thương thành, cảnh giới cao nhất là tôn giả đỉnh phong, vậy có nghĩa là, sẽ có chừng 7 khách hàng nhận được phần thưởng do lạc xuyên đích thân phát, hiện vẫn còn sớm, 7 vị khách đầu bản còn chưa đến đủ, mọi người đều đang nóng đợi bọn họ, đoàn hoàng tộc yêu thú hôm qua vừa tới thành cửu diệu, hôm nay cũng tốt năm tốt ba tới khởi nguyên thương thành, hình như bọn họ không ở cùng nhau, ủa, tử yên, sao đông người thế, bọn họ đang chờ ai đấy, vũ vi thấy có nhiều khách hàng như vậy bèn kinh ngạc hỏi yêu tử yên, yêu tử yên giải thích sơ qua cho nàng ta nghe, vũ vi trợn to mắt, ngạc nhiên thốt lên, phần thưởng là lá cây thế giới, ông chủ không đùa chứ. Dù hiện tại cây thế giới chỉ là bồn hoa cảnh trong khởi nguyên thương thành nhưng địa vị của nó trong lòng hoàng tộc yêu thú chưa từng thay đổi nó trước sau vẫn là tổ thụ đại nhân đáng kính của họ. Yêu tử yên trả lời thay lạc xuyên, vũ vi, việc này đã được tổ thụ đại nhân đồng ý. Sáng sớm khi yêu tử yên xuống nhà, nhiều lần đều thấy lạc xuyên tưới nước cho cây thế giới. Mỗi lần tưới nước xong, lạc xuyên đều sẽ hái vài lá, số lượng mỗi lần khác nhau, khi nhiều khi ít, có đôi khi, cây thế giới cũng sẽ đáp lại, đôi khi lại lặng thinh chẳng buồn động đậy. Yêu tử yên cảm thấy, đây hẳn là phương thức biểu thị lòng cảm kích của tổ thụ đại nhân dành cho ông chủ, nhưng không biết vì sao, không phải lần nào cũng tỏ ý biết ơn nhưng mà thôi đấy không phải trọng điểm đừng để ý làm gì cũng phải nhỉ vũ vi gật đầu không băn khoăn về chuyện này nữa nàng ta nhìn về phía cây thế giới sắc mặt tràn đầy hưng phấn và chờ mong lá của tổ thụ đại nhân hẳn phải có hiệu quả thần kỳ lắm bao giờ ta mới kiếm được một lá nhỉ yêu tử yên ngươi thay đổi suy nghĩ nhanh thế phía bên kia yêu tử nguyệt đang gánh vác chức trách của nhân viên cửa hàng nàng ta có vẻ thích thú lắm có rất nhiều khách hàng vừa thấy yêu tử nguyệt liền tưởng nàng ta là yêu tử yên mà rõ ràng yêu tử yên đang ở ngay bên kia, ai nhìn ra được điều bất thường này, quay lại xem gương mặt gần giống hệt yệt yên này đều sẽ biết ngay thân phận của thiếu nữ nọ, yêu tử yên được nhàn, rất vui lòng để yêu tử nguyệt thử công việc của mình, các hoàng tộc yêu thú đi tới khởi nguyên thương thành, phản ứng ban đầu khi nghe chuyện phần thường cũng chẳng khác vũ vi là bao, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó hiểu ra, đồng thời bắt đầu chờ mong, thật đúng là cùng tộc, đại tế ti lại ngó cây thế giới, rồi quay sang phía lạc xuyên, lòng bắt đầu cuồn cuộn nổi sóng ông chủ quả đúng là sâu không lường được, lại còn có thể làm cho tổ thụ hy sinh như vậy nữa. Không bao lâu sau, bảy khách hàng đã đến đông đủ, có ba gương mặt quen thuộc, đệ ngũ bá đao, trần mặt và thanh âm, người của gia tộc đệ ngũ cũng đã tới thành cửu diệu, còn lại bốn người khác, lạc xuyên không nhớ được tên. Cho tới nay, khách hàng của khởi nguyên thương thành đã khá đông, hắn chỉ nhớ được đám khách ban đầu hoặc vài vị khách đặc biệt nào đó, phân phát lá cây thế giới xong. Khởi nguyên thương thành lại rầm rĩ những tiếng than sợ hãi và kinh ngạc đoàn người của dược cốc lần này cũng như lần trước lại bị dược hồi trần răng dậy cho một trận nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lần này dược cốc không có ai giành được phần thưởng điều này làm cho dược hồi trần vô cùng thất vọng ông ta đã chờ mong cả chục ngày nay ai muốn biết về bản xếp hạng trong chế độ sàn đấu có thể xem ngay trong điện thoại di động ma huyễn dược hồi trần đang tìm chỗ trút cơn giận các trưởng lão và đệ tử không dám nói câu nào chỉ âm thầm đoán xem chừng nào mới kết thúc đây bởi vì bọn họ biết dược hồi trần chỉ nói thế thôi chứ cũng không có ý định trừng phạt ai các vị khách khác chủ yếu tới góp vui vì hôm nay có phát thưởng nên khởi nguyên thương thành cũng náo nhiệt hơn bình thường đoàn dược cốc do dược hồi trần cầm đầu vẫn kiên trì thực thi kế hoạch thu mua lá cây thế giới lá cây thế giới là phần thưởng của khởi nguyên thương thành không nằm trong danh mục hàng hóa nơi này cho nên cũng không có luật cấm đầu cơ trục lợi các vị khách nhận được phần thưởng của mình xong muốn xử lý thế nào là quyền của họ nhưng từ lần trước cho tới giờ ai nấy đều hiểu được tầm quan trọng của chiếc lá này cho nên chưa từng có ai đồng ý bán ra Điều này làm Dược Hồi Trần lại thêm một lần thất vọng, nhưng ông ta tin rằng, thêm một thời gian nữa, khi số lượng người được thưởng tăng lên, rồi sẽ có người lựa chọn bán đi, dẫu sao thì phần thưởng không phải chỉ được lấy một lần. Thanh âm, Liễu Như Ngọc và Liễu Như Mị đang trò chuyện về kinh nghiệm sử dụng kèn sona, tuy loại nhạc cụ này có âm thanh rất kỳ quái, lại không mấy êm tai, nhưng nó lại có một phong cách rất đặc biệt. Liễu Như Ngọc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc mình thổi kèn sona, tổng kết thành một câu, Lạc Xuyên chọn kèn sona cho nàng ta thời gian này liễu như ngọc vẫn luôn miệt mài tập luyện dân cư quanh đó mỗi lần nghe thấy tiếng kèn liền tỏ ý kháng nghị thậm chí còn có lời đồn rằng ở một khu vực nào đó mới xuất hiện thứ gì kỳ quái lắm thứ này không phải dấu hiệu tốt làng liễu như ngọc đành phải gia tăng trận pháp cách âm cho phòng mình bấy giờ lời đồn mới biến mất thanh âm gật đầu đúng thế các nhạc khí khác mà so với kèn sona thì hình như đều sẽ bại trận ngay tức thì thật là kỳ quái liễu như mị gật đầu tán đồng bên kia hoàng tộc yêu thú đang thảo luận với nhau về yêu tử nguyệt và hổ cuồng. Tất cả đều đang tỏ ý bất mãn vì hai người này lén bọn họ ở lại khởi nguyên thương thành ăn trực cơm. Trong lúc nói chuyện, chẳng biết vì sao, trọng tâm câu chuyện lại chuyển dời sang yêu đế đại nhân. Bọn họ đều đang suy đoán xem lúc này yêu đế đại nhân đang ở đâu, có tới núi Tu Di chưa. Gõ chữ trên điện thoại di động ma huyễn một hồi, Lạc Xuyên bắt đầu thấy chán. Gõ chữ thật đúng là công việc nhàm chán nhất. Hắn cất điện thoại di động ma huyễn đi, bắt đầu tự hỏi về việc phát sóng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Trong phát sóng trực tiếp, điều quan trọng nhất là gì? Dĩ nhiên là thể nghiệm của người xem rồi. Vậy nên, phát sóng trực tiếp phải có chỗ khiến người xem chú ý. Tốt nhất là thứ gì đó mới lạ, kích thích, lạc xuyên sờ sờ cầm. Nghe hoàng tộc yêu thú trò chuyện với nhau, trong lòng hắn chợt xuất hiện một bóng người. Đây chính là người mà hắn lựa chọn làm chủ trì cho tiết mục này. Đã bao ngày rồi, không biết vô thiên đã tới núi Tu Di chưa? Nghe nói yêu đế cũng tới đó, không biết hai người đã gặp mặt chưa? Nghĩ đến đó, ngay cả lạc xuyên cũng đã bắt đầu hồi hộp chờ mong chớ nói gì các vị khách khác vì thế vô thiên chính là lựa chọn tốt nhất cho buổi phát sóng trực tiếp này thân phận hắn ta chính là điểm nổi bật của buổi phát sóng một thân phận hoành tráng không thể thay thế lạc xuyên rất hài lòng với ý tưởng của mình nhưng không biết hệ thống căn cứ vào đâu để phán định mức độ tiến hành nhiệm vụ nữa lạc xuyên bèn gọi hệ thống rồi nói lại kế hoạch của mình hệ thống trầm mặc một lát rồi nói thôi cũng được lạc xuyên cảm thấy hình như mình vừa nghe được chút xíu cảm xúc bó tay hết cách của hệ thống qua giọng nói lạnh băng trước sau như một kia không biết có phải chỉ là ảo giác của hắn chăng